khi ta chọn cái cách để ta vui thì ta sẽ bị tổn phước hay là ta có phước, là do cách ta chọn cái niềm vui trong cuộc sống này. Bây giờ thầy sẽ đưa ra một vài ví dụ cái cách ta chọn niềm vui trong cuộc sống mà khiến ta có phước hay là mất phước. Bây giờ ta chọn niềm vui thế này: ta vui vì ta nhận được tiền là một, đúng không ạ? Hay ta vui vì ta móc tiền trong túi mình đem cho? Hai cái đó khác nhau, vì ta chọn cái nào? Mỗi ngày ta chọn niềm vui. Ta vui vì ta được cho tiền hay ta vui vì ta móc tiền trong túi cho đi? Vui lòng trả lời để biết ta sẽ có phước hay tổn phước trong tương lai. Giờ ai chọn câu thứ nhất là ta sẽ hết sức vui mừng vì được ai cho tiền? Ai chọn câu cái niềm vui này xin giơ tay lên. Đó, có một số người chọn rất là thông minh. Rồi, những người đó sẽ rất vui. Bây giờ ai chọn câu trả lời là vui vì móc tiền trong túi mình đem tặng đi? Ai chọn câu thứ hai giơ tay lên. Rất nhiều người chọn câu thứ hai. Thầy xin chúc mừng, đáp án đã được giải đúng. Và những người này sẽ là những người có phước trong tương lai.